Ok, mình chào tất cả khán giả đang xem kênh Đồ Gỗ Vương Thao. Hôm nay thì là theo đúng lịch hẹn thì bên Đồ Gỗ Vương Thao là có bàn giao cho mình một bộ bàn ghế, kệ tivi, đó mấy cái món đồ trang trí như bàn trà, cái khay gạt tàn, rồi tường long quy đó, và thêm một cái sập năm, sập thờ. Đó thì mình hôm nay là nhận hàng thì là cảm nhận là gói hàng rất là cẩn thận. Đó, đồ là mình kiểm tra là đẹp, uy tín, đúng đồ, những cái đồ mình đã chọn thì bàn giao về đúng đồ, đúng tình trạng. Đấy, thì nói chung là rất là hài lòng. Một lần nữa thì mình cảm ơn Đồ Gỗ Vương Thao, và nếu có điều kiện mình sẽ tiếp tục ủng hộ bên mình. Đó, ok. Mời quý khán giả cùng theo dõi quá trình lắp đặt trọn bộ nội thất phòng khách và gian thờ của Đồ Gỗ Vương Thao qua những thước phim ngắn sau đây nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi. Xin mời quý khán giả. Bàn giao và lắp đặt xong xuôi, đội ngũ của cơ sở Vương Thao lên đường về với thủ đô. Rất cảm ơn anh Tuấn và gia đình đã tin tưởng và giao phó phòng khách, gian thờ cho Đồ Gỗ Vương Thao.
cảm ơn quý khán giả đã theo dõi hết video. Chúc các bác một ngày làm việc thật nhiều năng lượng và niềm vui. Đồ gỗ Vương Thao xin chào. Xin chúc mừng công ty đồ gỗ nội thất cao cấp Vương Thao. Thưa quý vị, đồ gỗ Vương Thao được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất từ những năm 1990 và đến nay đã trải qua quá trình gần 30 năm. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất nội thất phong cách phương Đông và phương Tây, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muông cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.